ra, chờ tôi với. Thằng Bộ Giá phải tóm được hắn ta. Tất cả chỉ mới bắt đầu thôi. Theo thông tin ghi nhận, hung thủ đã tiếp tục ra tay với các nạn nhân khác. Thủ phạm đã ra tay theo thứ tự lần lượt của các lá bài. Phải ngăn chặn tên hung thủ trước khi quá muộn. Thám tử đường danh Conan, mục tiêu thứ 14, phát sóng lúc 11 giờ và phát lại lúc 19:55 chủ nhật ngày 27 tháng 11 trên HTV3.